Tới đây. Cố Tổng, anh đến rồi. Nam Cung, mời vào. Chai rượu giang này, lát nữa ăn tiệc thì cùng uống. Cảm ơn Cố Tổng. Không tệ, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng rất ấm áp. Có thể thấy được đã tốn tâm tư sắp đặt. Nhà chật, anh đừng chê nhé. Những khách khác đâu? Tôi đến sớm sao? À không phải, tôi mới đi làm chưa bao lâu. Đồng nghiệp quen biết cũng không nhiều, nên chỉ mời hai người thân nhất. Họ lát nữa sẽ đến. Cố Tổng, anh ngồi trước đi. Tôi rót cho anh ly cà phê. Được. Đột nhiên phải tăng ca. Thôi được rồi. Được. Mau lên nhé. Tôi đợi cậu. Cô Tổng. Cảm ơn. Thật là tức chết mất. Bạn tôi đột nhiên lại phải tăng ca. Chắc là muộn chút mới tới được. Thật chẳng đáng tin gì cả. Nếu như vậy thì tôi đi trước đây. Đừng đừng Cố Tổng. Anh xem, tôi khó khăn lắm mới mời được anh tới. Họ đều bảo chúng ta cứ ăn trước, không cần đợi họ. Như vậy không phù hợp lắm. Sao lại không phù hợp? Đương nhiên là phù hợp. Được, vậy chúng ta ngồi đây đợi họ. Không cần đâu, anh xem. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần bày ra thôi. Hay là chúng ta ăn trước đi. Cố Tổng. Cố Tổng. Được. Cung kính không bằng tuân lệnh. Nam Cung lưu ly đó, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Cố Tây Thành còn muốn tham gia tiệc sinh nhật của cô ta. Nghĩ cái gì vậy? Thật quá đáng. Nhiều món quá. Nam Cung, hôm nay là sinh nhật cô. Ngày cô ra đời là một ngày tuyệt đẹp. Từ đó trên thế giới này lại có thêm một nhan sắc xinh đẹp. Chúc cô mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp. Cạn ly. Cảm ơn Cố Tổng. Xin lỗi. Tôi nghe điện thoại. Sao vậy? Đúng. Anh sắp về rồi. Rất xin lỗi, nhà tôi có chút việc. Chắc lát nữa phải về sớm một chút. Thức ăn đều làm xong rồi. Đây đều là do tự tay tôi nấu. Đúng vậy. Cho dù thế nào thì cũng phải ăn xong đã. Rượu giang đỏ từ lâu đài Saint-Bier của Pháp. Ấn tượng đầu tiên mà loại rượu giang này để lại cho người khác chính là mùi vị tươi mới, êm dịu nhẹ nhàng, dư vị kéo dài. Cố Tổng, anh thật là người sành sỏi. Tôi thật sự rất thích loại rượu giang mà anh mang tới. Xem ra Nam Cung cũng tìm hiểu khá nhiều về rượu giang nhỉ. Vậy hôm nay tôi sẽ mượn qua Dương Phật, mời anh một ly. Cảm ơn anh đã dự tiệc sinh nhật cùng tôi. Cạn ly. Chắc là bạn cô tới rồi. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Họ tới chúc mừng sinh nhật cô mà. Vậy anh đợi chút nha. Ai đây? Lưu Ly.
Sao lại là anh? Sao vậy? Không tiện à? Lưu Ly, anh đây là... Tôi là... Đây là anh họ tôi, tới chúc mừng sinh nhật tôi. Vậy thì vừa khéo, cùng dự tiệc nào. Anh mà tới muộn một bước thì chúng tôi đã bắt đầu ăn rồi. Nào, ngồi đi. Hôm nay là sinh nhật em à? Đúng, hôm nay sinh nhật em. Được. Nếu đã là sinh nhật em, vậy anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Tủ lượng khá quá. Đã nói là về nhà ngay. Đồ lừa đảo. Chuyện này... Anh họ cô sao vậy? Thật ngại quá, khiến anh chê cười rồi. Anh họ tôi đầu óc không được tốt, lại không biết uống rượu. Một ly là gục rồi. Anh xem, mới uống có một ly. Anh họ cô hài hước thật. Thế này đi, cô chăm sóc anh họ nhé. Đúng lúc nhà tôi có chút việc, tôi đi trước đây. Cô Tổng, hôm khác mời anh ăn cơm nhé. Không cần đâu. Không cần sao? Hắn giọng gì chứ? Không thấy em đang đọc sách sao? Đừng có làm phiền em. Đọc sách ngược. Giỏi thật. Anh đi tắm đây. Về nhà đi tắm. Vậy nghĩa là không có xảy ra chuyện gì. Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi đi. Lưu Ly, tối qua bên trong rượu của Cố Thầy Thành, có phải em đã bỏ thuốc không? Em bỏ thuốc đó. Anh muốn thế nào? Nói cho anh ta à? Lấy được người có tiền đối với em quan trọng thế sao? Cố Tài Thành không phải người có tiền bình thường. Anh có biết tôi lấy anh ta có nghĩa là gì không? Tôi có thể muốn làm gì thì làm, không cần buồn phiền vì cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể đi thực hiện ước mơ của mình. Phó Bác Nhã, tại sao lại muốn ngăn cản tôi? Lưu Ly, em bây giờ sao lại trở nên như vậy? Để có thể thực hiện ước mơ của mình, em có thể từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, có thể không từ thủ đoạn để dụ dỗ Cố Tài Thành, thậm chí vì anh ta, có thể phá bỏ đứa con của chúng ta. Đừng nhắc đến con với tôi. Lưu Ly, em có biết mình đang làm gì không? Em có hiểu họ không? Em có biết họ là người như thế nào không? Em đã đang đùa dưới lửa, em có biết không?
Tự em xem đi. Ai làm đây? Có phải Hạ Cẩm Hề không? Bà nội, chào cháu. Bọn cháu đi làm đây. Bà ơi, bọn cháu đi đây. Đi đi, mặc áo vào. Cháu chào bà. Chú Phương, đi làm à? Chú Phương. Lão phu nhân, giờ thì phu nhân có thể yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi. Chỉ cần hai đứa chúng nó có thể tiếp tục tốt đẹp như vậy. Phu nhân uống trà đi. Chào đi. Cố tổng, đây là báo cáo phó tổng thường bảo tôi đưa cho anh. Đặt đó đi. Còn việc gì không? Không có gì. Chỉ là hôm đó anh họ tôi tới hơi thất lễ, thật ngại quá. Không sao. Vậy được rồi, cố tổng. Tôi ra ngoài trước. Anh có việc gì thì gọi tôi. Cô đi đi. Thương Thần à, sao vậy? Tối nay tiệc tùng đi. Mang theo bạn gái nhé. Bạn gái? Tôi đi tìm đâu bạn gái bây giờ? Thì cậu đưa vợ cậu theo. Cô ấy ư? Không hay đâu. Có gì mà không hay? Rất hay mà. Mau tới đi. Được, để tôi hỏi cô ấy. Không nghe điện thoại. Không phải lại bị nhốt trong nhà vệ sinh chứ? Cẩm Hề. Cẩm Hề. Cẩm Hề. Cẩm Hề. Sao vậy? Cẩm Hề. Cẩm Hề, em không sao chứ? Cố tổng, mau gọi xe cấp cứu, mau lên. Cẩm Hề, em tỉnh lại đi. Bác sĩ Trương, tình hình thế nào? Cố thiếu gia yên tâm, bệnh nhân không sao. Không sao? Không sao mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Phần đầu bệnh nhân bị da đập, bị thương nên chấn động não nhẹ, nên xảy ra tình trạng hôn mê. Một lát nữa cô ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại. Cố thiếu gia không cần lo. Vết thương ở chân cô ấy cũng sẽ dần lành lại. Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Chấn động não có cần thuốc gì đặc biệt không? Cô ấy chỉ bị rất nhẹ, sẽ không bị ảnh hưởng tới chức năng của đại não. Được, cảm ơn bác sĩ Trương. Không có gì, là việc tôi nên làm thôi. Vậy tôi ra ngoài đây.
Vừa đến công ty đã gặp vô số chuyện, đúng là ngốc thật đó. Tôi đã sai người đi đón thiếu gia và thiếu phu nhân rồi. Sức khỏe của thiếu phu nhân không có vấn đề gì lớn. Đúng rồi, bác sĩ Thẩm nói khoảng thời gian sắp tới, hàng ngày ông ấy sẽ tới kiểm tra cho thiếu phu nhân. Ông ấy nói thiếu phu nhân phục hồi rất tốt. Ngã từ trên cầu thang xuống không phải chuyện nhỏ đâu. May mà nó còn trẻ, sức khỏe tốt. Cũng nhờ thiếu gia phát hiện sớm. Bác sĩ Thẩm nói rồi, nếu thời gian chậm trễ quá lâu, có lẽ thiếu phu nhân đã không được may mắn thế rồi. Tôi thấy trong chuyện này không đơn giản như vậy. Cẩm Hề sao có thể ngã từ trên cầu thang xuống chứ? Tôi đã hỏi thiếu phu nhân rồi. Cô ấy nói lúc đó không biết làm sao, trượt chân một cái, người liền ngã xuống rồi. Ông đã sai người đi kiểm tra chưa? Ý của phu nhân là trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Ông nghĩ xem, Cẩm Hề mới đi làm mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thấy phía sau chuyện này chắc là có người đang nhầm vào Cẩm Hề. Có chuyện như vậy sao? Ông cho người đi điều tra đi, xem Cẩm Hề rốt cuộc bị thương vì nguyên nhân gì. Dân, còn nữa, chuyện này đừng nói với Tay Thành Dội, bí mật điều tra là được rồi. Tôi hiểu rồi. Cẩm Hề, đợi một chút, đừng cử động. Em làm gì vậy? Em rời giường. Không được, giờ sức khỏe em không tốt. Bà nói rồi, mấy ngày tới em không được đi đâu hết, phải nghỉ ngơi trên giường. Mau nằm xuống đi. Không phải chứ, em dậy một lát đã. Không được, nằm xuống. Em muốn ăn gì, muốn uống gì, em nói với anh. Anh bảo Lộ Lộ chuẩn bị rồi mang lên. Được thôi, nhưng giờ em có chút việc, em nhất định phải dậy một lát. Được rồi, em nằm yên đi. Có việc gì anh giúp em làm. Cố Thầy Thành, em muốn đi vệ sinh, anh cũng đi hộ em được à? Chuyện này thì anh không làm được. Nào, dậy đi. Từ từ thôi. Không sao đâu, để tự em đi thử xem. Em chắc chắn làm được không? Được. Cô ấy cũng cần đi vệ sinh. Lại tìm người điều tra tôi. Đồ phụ nữ xấu xa đáng chết. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cô có thể tìm người điều tra tôi. Tôi không tin là cô không có chuyện gì giấu giếm. Chân em bị thương, Cố Thầy Thành cũng không đến công ty. Em biết nên làm thế nào, không cần chị phải bảo em. Giờ mẹ thế nào? Em nói cho chị biết, nếu chị đối xử với mẹ không tốt, chị đừng trách em. Nóng quá. Sao anh không mặc quần áo vào? Ai đi tắm mà mặc quần áo chứ? Anh mau tìm quần áo mặc vào. Đồ lưu manh. Em bảo ai là lưu manh? Chính là nói anh đó. Đồ lưu manh. Hạ Cẩm Hề, anh nói cho em biết, trước kia là anh chiều em quá rồi, hôm nay anh cho em biết thế nào là lưu manh. Bạn thứ gia cho em xem thứ hay ho. Đồ dê xòm, cút đi. Anh có mặc quần mà. Đúng là nhàm chán. Em nói anh nhàm chán. Chính là nói anh nhàm chán. Vậy sao? Vậy bản thứ gia sẽ chơi cùng em cho bớt nhàm chán nhé. Anh tới đây. Cứu mạng, có ai không? Sao vậy? Hai cái đứa này đang làm gì thế hả? Động tĩnh lớn như vậy,
Bà, để cho nói với bà chuyện này. Được rồi, không cần phải giải thích. Bà là người từng trải, các cháu là vợ chồng mới cưới. Bà hiểu. Bà nghe cháu nói, không phải như bà nghĩ đâu. Không phải đâu bà. Sau này đừng làm ầm ĩ tới như vậy. Bao nhiêu người thế này, sao không biết ngại hả? Được, cháu biết rồi. Sau này chú ý nhé. Được rồi, mau lên, quay về đi. Không phải đâu bà ơi. Thiếu gia, sau này xin hãy khóa cửa vào nhé. Đều tại em, khiến bà lên đây. Chuyện này liên quan gì đến em chứ? Rõ ràng là anh làm mà. Em tưởng anh có ý đồ gì với em à? Anh chỉ trêu em thôi. Em cũng chẳng có ý đồ gì với anh. Lão phu nhân, đây là gì? Viên phân bón cây cảnh. Người của chúng ta tìm thấy trên cầu thang mà thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Có người rắc nó ở cầu thang, cho nên mới khiến thiếu phu nhân bị trượt chân ngã xuống dưới. Tôi biết ngay mà, vì Cẩm Hề bị ngã xuống không đơn giản như vậy. Kẻ giở trò này là ai? Đã tìm ra chưa? Tôi đã kiểm tra camera giám sát khoảng thời gian đó đi qua chỗ cầu thang. Ngoài thiếu gia và thư ký của thiếu gia là Lục An An, chỉ có một người nữa. Là ai? Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly. Kiểm tra camera giám sát khoảng thời gian đó đi qua chỗ cầu thang. Ngoài thiếu gia và thư ký của thiếu gia là Lục An An, chỉ có một người nữa. Là ai? Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly. Chắc phu nhân quên rồi. Cô ta là một trong những người được lão phu nhân chỉ định làm vợ của thiếu gia. Hôm đó chính là cô ta và thiếu phu nhân cùng tới gặp thiếu gia. Cuối cùng thiếu gia đã chọn thiếu phu nhân. Nói như vậy, người phụ nữ này có hiềm nghi rất lớn. Dần vì thiếu phu nhân ở công ty không có kẻ thù, những người khác không có động cơ, chỉ có cô Nam Cung Lưu Ly này. Nam Cung Lưu Ly cũng to gan thật đó, lại dám động đến người cố gia chúng ta. Thiếu phu nhân, mọi việc chính là như vậy. Quá ra đều do cô ta giở trò. Phải. Lần này bà sẽ giúp cháu trút giận. Bà chuẩn bị khởi tố cô ta với tội danh cố tình làm hại người khác. Cháu thấy thế nào? Nếu khởi tố cô ta, nhất định sẽ làm tổn thương tới Phó Bát Nhã. Mình không thể làm như vậy. Mình phải ngăn bà lại. Bà nội, cháu cảm thấy cô Nam Cung Lưu Ly này, cô ta nhất định là vì quá ghen tị với cháu nên mới nhất thời kích động làm ra chuyện như vậy. Cháu cũng biết bà muốn đứng ra vì cháu, nhưng cháu thấy cô ta vẫn còn rất trẻ. Nếu chúng ta khởi tố cô ta, nửa đời sau của cô ta chẳng phải sẽ hỏng hay sao? Vậy theo ý của cháu là bỏ qua cho cô ta sao? Cẩm Hề à, cháu quá mềm lòng rồi. Cũng không phải là mềm lòng. Cháu chỉ nghĩ rằng con người ai mà chẳng mắc lỗi chứ. Cháu muốn cho cô ta một cơ hội. Cho cô ta một cơ hội. Cố gia chúng ta đã có lúc nào phải chịu thiệt như vậy chưa? Nam Cung Lưu Ly này thật không biết trời cao đất dày là gì. Phải dạy dỗ cho cô ta đàng hoàng. Bà nội, chuyện lần này bà có thể để cháu tự giải quyết không? Nếu cô ta đã tới vì Tây Thành, chỉ cần khiến cô ta rời xa Tây Thành là được rồi. Cháu không muốn truy cứu chuyện này nữa, được không? Bà nội, cháu xin bà đấy. Cháu là thiếu phu nhân của cố gia chúng ta, tính cách không thể mềm yếu như vậy. Nếu cháu đã xin bà rồi thì bà đành nể mặt cháu vậy. Nhưng cháu phải đi tìm cô Nam Cung Lưu Ly đó. Còn phải để bà đi cùng cháu. Nếu không cháu tự đi chắc chắn sẽ lại chịu thiệt thòi. Bà nội là tốt nhất. Còn bé này, vào đi. Có việc gì? Cố tổng, hôm nay tôi không được khỏe lắm, muốn xin về sớm. Được, không khỏe thì về sớm nghỉ ngơi đi. Vẫn còn An An ở đây mà. Đúng lúc, tôi đang cần ra ngoài. À, cố tổng, hôm đó cô Lâu Công bị ngã, cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao.
Hai người quen nhau à? Không quen. Chỉ là cảm thấy cô ấy đối với tôi có chút địch ý, cho nên ghi nhớ thôi. Không sao thì tốt. Đều là nhân viên với nhau, tôi sợ ảnh hưởng tới công ty. Không sao đâu, yên tâm đi. Cảm Hề, Cảm Hề, vẫn chưa về sao? Chú Phương, Cẩm Hề đâu rồi? Thiếu phu nhân và lão phu nhân cùng ra ngoài rồi. Cùng ra ngoài đi đâu? Thiếu phu nhân nói muốn gặp người khác nói chuyện, lão phu nhân không yên tâm nên đi cùng. Người nào mà bà coi trọng như vậy? Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly. Thiếu gia, cô lão phu nhân, sao bà lại tới đây? Mời vào. Bà ngồi đi, cháu rót cho bà ly cà phê. Được rồi, không phiền cô nữa. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn nói rõ ràng với cô một chuyện. Chuyện gì thế ạ? Chuyện gì sao? Nam Cung Lưu Ly, cô giả vờ cái gì chứ? Trong lòng cô rõ nhất mà. Lúc đầu trong hai người, Tây Thành đã chọn Cẩm Hề làm vợ. Cô đã thua Cẩm Hề. Kết quả cô liền tìm mọi cách để vào tập đoàn Thần Long, còn làm trợ lý bên cạnh Tây Thành. Cô nghĩ gì trong lòng, tôi không thèm nói nữa. Nhưng cô lại dám làm chuyện như vậy với cháu dâu của Cố gia chúng tôi. Cô có ý gì hả? Cô thật lòng muốn hại chết nó hay sao? Cháu đâu có, lão phu nhân. Cháu thừa nhận là cháu thích Tây Thành, nhưng cháu không hề làm gì Hạ Cẩm Hề. Ở đây chắc chắn có hiểu lầm. Hiểu lầm? Cô tưởng rằng cô làm những chuyện đó thần không biết quỷ không hay thì không ai biết hả? Tưởng là Cố gia chúng tôi không có bằng chứng hả? Nam Cung Lưu Ly, tôi đã nói với bà rồi, chuyện lúc trước đã qua rồi. Tôi không bị làm sao, cũng không muốn truy cứu. Nhưng cô có thể đồng ý với tôi không bám lấy Cố Tây Thành nữa được không? Dù sao thì chúng tôi đã kết hôn rồi. Cô làm như vậy là phá hoại tình cảm với hai chúng tôi. Chắc chắn là Hạ Cẩm Hề hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Nam Cung Lưu Ly, cho nên đi gây chuyện với người ta rồi. Ghen rồi sao? Cậu nói xem, phụ nữ sao lại hay ghen thế nhỉ? Ghen là chuyện tốt mà, chứng tỏ người ta quan tâm tới cậu, yêu cậu, không thể thiếu cậu, muốn có cậu. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Nghe nói bà tôi cũng đi rồi, tôi phải mau chóng qua đó, xong việc nói chuyện sau. Tạm biệt. Lão phu nhân, cô Hạ, tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà tôi thật sự thích Tây Thành. Tôi xin hai người đừng bắt tôi rời xa anh ấy. Bừa bãi, đồi bại. Bà ơi, bà đừng tức giận, lúc trước chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà. Cố lão phu nhân, việc lựa chọn lần trước đúng là chuyện đùa. Tây Thành căn bản không hiểu gì về chúng cháu. Cháu hy vọng bà có thể cho cháu một cơ hội nữa. Cho cô một cơ hội nữa. Bà nội, Nam Cung Lưu Ly, sao cô phải cố chấp không tỉnh ngộ như vậy chứ? Chỉ cần hứa với tôi, cô sẽ rời khỏi tập đoàn Thần Long, sau này không bám lấy Cố Tây Thành nữa. Tất cả mọi việc lúc trước tôi đều bằng lòng cho qua. Cố lão phu nhân, cháu. Cố lão phu nhân, cháu cầu xin bà đừng bắt cháu rời xa Tây Thành. Cháu sai rồi, cháu biết là cháu sai rồi, nhưng cháu thực sự thích anh ấy. Cháu cầu xin bà. Cố lão phu nhân, cô là cái thứ gì vậy? Cô thích Tây Thành thì Tây Thành nhất định sẽ thích cô sao? Tôi nói cho cô biết, lần này nếu không phải Cẩm Hề xin thay cho cô sẽ có kết cục thế nào, trong lòng cô rõ nhất.
Cô lão phu nhân, cháu cầu xin bà, chỉ cần bà cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ chứng minh cháu hơn cô ta. Nam Cung Lưu Ly, cô xinh đẹp như vậy, lại có năng lực, sao cứ nhất định phải bám lấy Cố Tây Thành chứ? Cô làm vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô Hạ, tôi biết tôi sai rồi, là tôi không tốt. Tôi xin lỗi, xin cô đừng bắt tôi rời xa Tây Thành. Tôi cầu xin cô. Nam Cung Lưu Ly, cô đừng như vậy được không? Tôi cầu xin cô, cầu xin cô. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra, buông tôi ra. Buông tôi ra, cô thật quá đáng. Dừng tay. Hạ Cẩm Hề, em đang làm gì vậy? Tây Thành, sao cháu lại tới đây? Bà nội, ở đây có sự hiểu lầm. Bà đừng ở đây gây rắc rối thêm nữa. Bà gây rắc rối gì chứ? Nói thật với mọi người, chuyện này là cháu cố ý đó, không liên quan gì tới Nam Cung. Mọi người đều hiểu lầm cô ấy rồi. Còn em nữa, sao có thể ra tay đánh người chứ? Có khác gì hạng đàn bà đánh đá đâu. Cố Tây Thành, sao anh chưa phân biệt rõ trắng đen đã mắng người vậy? Anh không phân biệt rõ trắng đen, anh chỉ nhìn thấy em đang ức hiếp người khác, khiến anh quá thất vọng. Đi thôi. Cố Tây Thành, anh không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Bà nội. Được rồi, chuyện này chắc chắn là nó hiểu lầm rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà đã. Về nhà giải thích rõ ràng với nó. Đi thôi, đừng giận nữa. Chúng ta đi đã, đi nào. Nam Cung, tối nay cô ở đây nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói. Cảm ơn cố tổng. Đúng rồi, thân phận của cô lâu công ở công ty đó chắc là cô đã biết rồi. Cô ấy là vợ của tôi, Hạ Cẩm Hề. Hôm nay cô ấy tới tìm cô chắc là có chút hiểu lầm, nhưng mà cô yên tâm, quay về tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Cố tổng, hôm nay cô muốn ở lại không? Cố tổng, em thích anh, em yêu anh, em muốn ở bên anh. Nam Cung, cô bình tĩnh đi. Tôi không có ý gì với cô hết. Em không tin. Nếu anh không có ý gì với em, tại sao lại đề bạt em lên làm trợ lý? Nếu anh thật sự không có ý gì với em, tại sao anh không hề cười với người khác, chỉ thân thiết với em như vậy? Tôi biết rồi, là tôi đã sai, khiến cô hiểu lầm. Nhưng quả thật tôi không có ý gì với cô. Tôi đề bạt cô là vì cô dám nói dám làm. Tôi thân thiết với cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có ý gì khác. Tây Thành, có phải có chỗ nào em làm chưa tốt? Nếu vậy anh nói với em có thể thay đổi. Chỉ cần có thể ở bên anh, anh bảo làm gì cũng được. Nam Cung, Nam Cung, cô làm rất tốt. Nhưng tôi đã kết hôn rồi, chuyện giữa chúng ta là không thể. Em biết anh đã kết hôn rồi, nhưng giữa hai người không hề có tình cảm. Nếu không anh cũng không để cho cô ta làm lao công. Tây Thành, Tây Thành, em thật sự rất thích anh. Chỉ cần có thể ở bên anh, em làm gì cũng được. Em yêu anh thật mà, tình cảm của em đối với anh là thật đó. Em không cần gì cả, em chỉ cần ở bên anh. Được rồi Nam Cung, cô buông tay ra. Nam Cung Lưu Ly, cô bình tĩnh lại đi. Cô ấy là vợ tôi, giữa chúng tôi có tình cảm hay không là gì của chúng tôi, không liên quan gì tới cô. Xin hãy tự trọng. Cố Tây Thành, không nhìn ra anh còn thực sự coi trọng chuyện hôn nhân. Tôi không tin không chia rẽ được anh và con tiện nhân Hạ Cẩm Hề đó. Sao mà kích động như vậy chứ? Chẳng phân biệt rõ trắng đen gì cả. Lão phu nhân, thiếu phu nhân về rồi à? Tây Thành chưa về sao? Chưa về, không phải cậu ấy nói đi tìm hai người sao? Không gặp nhau à? Nói à? Tìm đến nhà Nam Cung Lưu Ly rồi, kết quả nó lại hiểu lầm Cẩm Hề. Tưởng là Cẩm Hề đi tìm Nam Cung Lưu Ly để gây chuyện. Thằng bé này cũng không hỏi cho rõ ràng, đã đưa người đàn bà đó chạy mất. Điện thoại cũng không nghe. Bà nội, bà đừng giận nữa. Lát nữa đợi Tây Thành về, cháu giải thích rõ ràng với nấy là được rồi. Cháu cũng thật là, đối với loại phụ nữ đó, cháu vẫn mềm lòng như vậy. Cho cô ta một cơ hội. Cho cô ta một cơ hội gì chứ? Theo bà thấy, cứ trực tiếp kiện cô ta, xem cô ta còn dám làm chuyện xấu không. Được rồi, bà yên tâm đi. Nếu còn lần sau nữa, cháu nhất định sẽ không mềm lòng. Cháu thấy hôm nay bà mệt rồi, hay bà đi nghỉ sớm đi. Vậy chuyện với cháu và Tây Thành thì sao? Không sao đâu,
Lát nữa Tây Thành quay lại, cháu sẽ nói rõ với anh ấy chuyện của Nam Cung Lưu Ly. Bà yên tâm, lần này cháu nhất định sẽ không để Nam Cung Lưu Ly ở lại bên anh ấy nữa, được không? Được rồi, chuyện của hai vợ chồng cháu thì các cháu tự mình giải quyết đi. Bà không tham gia vào nữa. Nhưng chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng với Tây Thành nhé. Bà yên tâm đi. Được, vậy bà đi nghỉ đây. Chúc bà ngủ ngon. Từ Đồ, cậu nói xem mấy cô gái đó nghĩ thế nào vậy? Hạ Cẩm Hề lại nghi ngờ tôi có quan hệ với người phụ nữ khác, còn chạy đến nhà người ta gây chuyện. Vợ cậu chắc không phải là kiểu người đó đâu. Không phải là đồ đàn ông bội bạc nhà cậu thật sự nhìn trúng Nam Cung Lưu Ly rồi chứ? Sao có thể chứ? Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không ngờ cô Nam Cung đó có ý với tôi. Tôi vẫn luôn chỉ coi cô ấy là cấp dưới. Cấp dưới? Nam Cung Lưu Ly đó còn xinh đẹp hơn cả vợ cậu. Cậu thật sự không động lòng sao? Xinh đẹp thì có tác dụng gì? Nhìn người phải nhìn vào tâm hồn. Tâm hồn? Tâm hồn của vợ cậu là gì? Một con sư tử hung dữ sẽ cắn chết cậu. Coi như chị có lương tâm. Tô Nhan Hề, đã đưa cho Cố Tây Thành chưa? Em vẫn chưa đưa. Vẫn chưa đưa? Hàng ngày em làm cái gì vậy? Tại sao chưa đưa? Hạ Cẩm Hề, em thấy chị căn bản không cần thiết phải ép người ta vào đường cùng. Tô Nhan Hề, em tưởng mình là thánh đấy hả? Em hỏi chị, mẹ gần đây thế nào? Trước khi làm xong việc, đừng nhắc đến mẹ với chị. Chuyện này cũng tại tôi. Là tôi khiến cô ấy hiểu lầm. Không thể chỉ trách cô ấy. Cậu lúc thì trách, lúc thì không trách. Rốt cuộc cậu có ý gì? Tuy chuyện này là tôi khiến cô ấy hiểu lầm, nhưng cô ấy cũng không thể ức hiếp người khác quá đáng. Cho nên tôi quyết định trừng phạt cô ấy một chút. Tạm thời mặc kệ cô ấy. Tạm thời mặc kệ cô ấy. Xem bộ dạng hèn nhát của cậu kìa. Không phải là cậu sợ vợ cậu tính sổ đấy chứ? Cố Tây Thành tôi sợ ai chứ? Nói cho cậu biết, không phải tôi vẫn chưa về nhà sao? Chúng ta uống đến sáng. Đợi câu này của cậu lâu lắm rồi. Nào, không say không về. Lâu khỏi chỗ này nữa. Chú Phương, chào buổi sáng thiếu phu nhân. Cố Tây Thành có phải cả đêm qua không về? Vâng, thiếu gia hôm qua không về. Vậy chú làm việc đi. Thiếu phu nhân, Tư Đồ thiếu gia tới. Chào Tư Đồ thiếu gia. Chị dâu nhỏ à, người ta nhớ chị quá. Chị có... Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Tới tìm Cố Tây Thành hả? Tới muộn rồi. Vừa sáng sớm anh ấy đã đi rồi. Phải. Vậy tối qua tôi uống rượu với ai? Chị dâu à, tôi uống có hơi quá đà. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì Cố Tây Thành uống rượu với tôi cả đêm mà. Uống đến mức nôn ra. Anh nói thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Cô không tin hả? Tôi tin rồi. Vốn anh ấy cả đêm không về, tôi còn lo lắng. Nhưng anh nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Chị dâu, chủ yếu là cậu ấy uống nhiều quá, nôn cũng nhiều quá. Cả người đều bẩn rồi. Bảo tôi về lấy giúp cậu ấy mấy bộ quần áo. Anh đợi chút. Lộ Lộ, mang nước cho Tư Đồ thiếu gia. Nếu Cố Tây Thành biết được chân tướng sự việc, e rằng mình sẽ không còn cơ hội ở lại tập đoàn Thần Long nữa.
Chỉ có phá hoại tình cảm giữa họ, mình mới có thể có được Cố Tài Thành. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Anh về rồi à? Anh có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh. Giữa chúng ta không có gì để nói. Anh cũng phải để em giải thích với anh chứ. Đừng đi theo tôi nữa. Cái gì? Tài Thành và Cẩm Hề vẫn chưa làm quà với nhau? Đúng vậy. Lúc đầu là thiếu gia làm mặt lạnh với thiếu phu nhân, về sau thiếu phu nhân cũng tức giận để làm mặt lạnh với thiếu gia. Bây giờ hai người đều coi đối phương như không khí, đều không chịu cúi đầu trước. Thật ra chuyện này căn bản không thể trách được Cẩm Hề. Tây Thành tức giận gì với nó chứ? Thiếu gia vẫn chưa biết chuyện của năm cung lưu ly, cho nên bây giờ vẫn đang hiểu lầm. Nó vẫn chưa biết. Bà nội, hai vợ chồng cháu vẫn chiến tranh lạnh à? Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Vừa nghĩ tới chuyện cô ấy chưa hỏi rõ trắng đen để đến nhà người khác làm ầm ĩ, cháu liền tức giận. Cháu hiểu lầm Cẩm Hề rồi. Mọi việc không phải như cháu nghĩ đâu. Hiểu lầm? Cháu tận mắt nhìn thấy cô ấy ra tay đánh người mà. Cháu nghe bà nói hết đã, được không? Thật không ngờ Nam Cung Lưu Ly lại thâm độc tới như vậy. Giờ thì cháu hiểu rồi chứ. Là Cẩm Hề không để bà kiện cô ta, nói cho cô ta thêm một cơ hội. Kết quả người phụ nữ đó lại bám lấy không rời. Khi đó Cẩm Hề cũng là giận quá. Tây Thành à, Cẩm Hề là một cô gái có tâm địa lương thiện, cháu không thể hiểu lầm nó. Bà nội, là cháu sai rồi. Cháu đã trách lầm cô ấy. Cẩm Hề, lần trước chuyện của Nam Cung Lưu Ly là anh đã hiểu lầm em. Hôm nay anh dùng canh thay rượu để xin lỗi em. Xin lỗi cũng không che đậy được sự thật. Anh cả đêm không về. Cả đêm không về. Cố Tài Thành anh cả đêm không về. Đó không phải là chuyện như cơm bữa sao? Cố Tài Thành, anh thế này là đang xin lỗi em sao? Em cảm thấy hình như mình còn giận hơn. Anh nói đùa với em thôi. Được, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không đi cả đêm nữa. Hơn nữa sau này, trước khi điều tra rõ ràng mọi việc, anh sẽ không tức giận bừa bãi nữa. Như vậy đã đủ thành ý chưa? Nói như vậy thì còn tạm được. Em làm người rộng lượng mà tha thứ cho anh vậy. Vậy ăn thôi. Nào, nếm thử miếng thịt này. Điện thoại công ty, anh ra ngoài nghe đã.